Nga phóng gần 80 tên lửa UAV tập kích Ukraine. Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí sát thủ hàng hiếm của Nga ở Kursk. Nga phóng hỏa lực bắn nổ tung xe tăng Ukraine vượt biên giới. Ukraine tấn công mục tiêu mới ở Kursk nhằm Nga giành lại lãnh thổ. Khẩu súng trường giá rẻ suýt đoạt mạng ông Trump. Mỹ chi gần 1 tỷ USD mua UAV tự sát dao bấm. Máy bay siêu thanh của Mỹ bay thử lần 2. Bí ẩn ký tự trên xe quân sự Belarus triển khai sát biên giới Ukraine. Lý do có thể ngăn Ukraine dùng Storm Shadow tập kích lãnh thổ Nga. Nhật Bản hối thúc 4 triệu dân sơ tán đề phòng thảm họa do bão mạnh. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang quay trở lại với điểm nóng toàn cầu hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Nga phóng gần 80 tên lửa UAV tập kích Ukraine. Ukraine nói Nga khai hỏa 5 tên lửa, 74 UAV tự sát tập kích lãnh thổ nước này. Đòn tấn công quy mô lớn thứ 3 trong 4 ngày qua. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechang thông báo quân đội Nga đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8 phóng 3 tên lửa hành trình không đối chất KH-59 và KH-69, 2 tên lửa chưa rõ chủng loại và 74 máy bay không người lái UAV tự sát dạng Shahed vào 9 vùng của Ukraine, trong đó có tỉnh Kiev. 2 tên lửa KH-59, KH-69 và 60 UAV Shahed 131 và 136 đã bị bắn hạ, 14 UAV khác rơi trên lãnh thổ Ukraine. Ông cho hay, quan chức này không đề cập 3 tên lửa còn lại, dường như phòng không Ukraine đã để lọt chúng. Sehi Bokko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết khoảng 15 UAV do Nga phóng về hướng thủ đô của Ukraine đã không thể đến được mục tiêu. Ông thêm rằng các mảnh vỡ UAV đã làm hỏng cửa sổ, cửa ra vào một chung cư, đồng thời gây hỏa hoạn tại một tòa nhà không dùng để ở, song đã được dập tắt. Tỉnh trưởng Kiev Ruslan Krachenko cho biết UAV Nga không gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở vùng. Chính quyền thủ đô Kiev và các khu vực khác không ghi nhận thương vong sau vụ tấn công. Trong khi đó, mảnh vỡ từ UAV đã gây ra hỏa hoạn tại khuôn viên của một doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh miền trung Cherkasy. Theo giới chức địa phương, cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết khoảng 75 nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy vào sáng ngày 29 tháng 8 sau khi nó lan rộng ra diện tích hơn 2,7 km. Trong báo cáo chiến trường công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng không quân, tên lửa, pháo binh và UAV nước này trong 24 giờ qua đã tập kích một nhà kho chứa tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, một kho dầu cùng điểm tập kết binh sĩ, khí tài của Ukraine tại 135 khu vực, song không đều nêu rõ địa điểm. Đây là cuộc tập kích tên lửa UAV quy mô lớn thứ 3 trong 4 ngày qua của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Hôm 26 tháng 8, Moskva khai hỏa hơn 100 tên lửa và 100 UAV dạng Shahed nhắm vào các cơ sở năng lượng trên đất đối phương, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, theo Kiev. Sau đó một ngày, Nga tiếp tục phóng 10 tên lửa và 81 UAV dạng Shahed, trong đó có 3 tên lửa siêu vượt âm Kinza. Theo không quân Ukraine, phòng không nước này đã bắn hạ 65 quả đạn, song không chặn được quả tên lửa Kinza nào. Phái bộ của Ukraine tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 29 tháng 8 cho biết các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trước đó 3 ngày đã buộc nước này phải ngắt kết nối một số đơn vị điện hạt nhân khỏi lưới năng lượng, gây ra rủi ro cho hoạt động cơ sở và an toàn của hàng triệu người. Giới chức Ukraine trong tuần này cũng đã phải tiến hành cắt điện khẩn cấp hoặc luân phiên để giữ lưới điện ổn định. Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí sát thủ hàng hiếm của Nga ở Kursk. Ukraine công bố video được mô tả là ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ tung tổ hợp tác chiến điện tử hàng hiếm của Nga. Lực lượng tác chiến đặc biệt SSO của Ukraine tuyên bố đã phá hủy thành công tổ hợp tác chiến điện tử EVKF Sapphire mới nhất của Nga ở khu vực Kursk, nơi Kiev đã tấn công trong hơn 3 tuần qua. Các thành viên SSO nhắm mục tiêu và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử Sapphire của Nga ở khu vực Kursk, chú thích trên video viết. Quân nhân Ukraine đã phát hiện tổ hợp EVKF của Nga trong quá trình trinh sát ở lãnh thổ do đối thủ kiểm soát. Ukraine tuyên bố đã dùng UAV tấn công làm nổ tung Sapphire, đồng thời khiến một số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu. Vào tháng 7 năm 2023, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Sapphire mới lần đầu tiên tại Ukraine. Tổ hợp này hoạt động rất tốt,
quân đội không thể thực hiện nhiệm vụ của mình nếu không có nó, nguồn tin từ Stats cho biết. Hệ thống EVK Sapphire được sử dụng để bảo vệ các đơn vị công binh Nga đang xây dựng chiến hào trước mối đe dọa của UAV Ukraine. Truyền thông Nga khi đó tuyên bố rằng Sapphire có thể chống lại mọi loại máy bay không người lái. Khi phát hiện mối đe dọa, hệ thống có thể ngay lập tức phân loại UAV và đánh giá mức độ nguy hiểm. Sau đó, tổ hợp EVK sẽ báo động và bắt đầu gây nhiễu máy bay không người lái của đối phương. Theo nhà sản xuất, Sapphire có thể phát hiện và phân loại máy bay không người lái ở khoảng cách lên đến 30 km và tấn công chúng ở phạm vi lên tới 5 km. Theo Militani, Sapphire thường được đặt trên dựa trên khung gầm của xe dân sự Mercedes-Benz Sprinter. Tổ hợp này có một cột thu phát đặc trưng với nhiều anten đa hướng để phát hiện và gây nhiễu vũ khí đối phương. Vũ khí tác chiến điện tử được xem là sát thủ vô hình vì chúng không bắn ra bất cứ viên đạn nào, không dùng thuốc nổ, nhưng có thể khiến vũ khí đối phương bị hỏng, bị phá hủy trên chiến trường. Trong cuộc kháng chiến mà UAV đang đóng vai trò ngày càng quan trọng, EVK trở thành biện pháp không thể thiếu nhằm loại bỏ mối đe dọa từ những vũ khí có khả năng bay lảng vảng trên không. Không có nhiều thông tin về hệ thống tác chiến điện tử này, Nga dường như chỉ mới triển khai Sapphire vài lần ở Ukraine, cho thấy mức độ tương đối hiếm và quan trọng của khí tài này. Nga phóng hỏa lực, bắn nổ tung xe tăng Ukraine vượt biên giới. Máy bay không người lái Nga đã phá hủy xe tăng của Ukraine khi phương tiện quân sự này tiến vào vùng Kursk. Đoạn video được đăng tải vào ngày 27 tháng 8 trên mạng xã hội và ghi lại cuộc tấn công của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ cận vệ 810 Nga, đơn vị được triển khai trong tháng này để chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận tính xác thực của đoạn video ngày 28 tháng 8, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công diễn ra tại tỉnh Kursk. Xe tăng được một số kênh truyền thông xác định là xe tăng T-72M1 của Ukraine, được cho là đã bị phát hiện gần làng Ogubka, cách thị trấn biên giới rút ra khoảng 30 km về phía Tây Bắc, nơi hiện do lực lượng Kiev kiểm soát. Đoạn video này cho thấy xe tăng đang hoạt động, di chuyển và bắn đạn, sau đó đứng yên trên một con đường đất. Sau đó cảnh quay chuyển sang máy bay không người lái tấn công điểm yếu ở phía sau tháp pháo. Vụ tấn công gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháo pháp khỏi thân chính của xe tăng và văng ra vài mét. Sau đó xe tăng bị nhấn chìm trong lửa và bị phá hủy bởi các vụ nổ. Đoạn video không cho thấy liệu kíp lái có đang điều khiển xe tăng vào thời điểm phương tiện này bị bắn trúng hay không. Máy bay không người lái tự sát có thể được sử dụng để phá hủy những xe bị hỏng và bị bỏ lại trên chiến trường để đối phương không thể thu hồi chúng. Sau 3 tuần đột kích vào tỉnh Kursk, Nga ước tính quân đội Ukraine tổn thất hơn 6.600 quân, 73 xe tăng, hàng trăm xe quân sự khác và chục vũ trang hạng nặng. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zhiky ngày 27 tháng 8 cho hay, số lượng binh sĩ Nga ở Kursk đang tăng lên từng ngày. Hiện tại Moscow đã triển khai khoảng 30.000 quân đến đây. Ông Zhiky tuyên bố, tính đến ngày 27 tháng 8, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát 1.294 km2 lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư ở Kursk, đồng thời bắt giữ 594 quân nhân Nga ở mặt trận này. Tướng Zhiky cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai điểm then chốt dọc theo tiền tuyến Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Zhiky thừa nhận Moscow đã nhìn rõ kế hoạch của Kiev và tăng cường nỗ lực ở những khu vực này. Cuộc xâm nhập đã khiến Nga bất ngờ không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Tấn công của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Nga tuyên bố tiếp tục chuyển thêm pháo binh, quân tinh nhuệ tới Kursk nhằm đẩy lùi Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chấp thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine tại Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Ukraine tấn công mục tiêu mới ở Kursk, ngăn Nga giành lại lãnh thổ. Trong nỗ lực ngăn Nga đưa lực lượng tới tiền tuyến ở Kursk để giành lại lãnh thổ, Ukraine đã tăng cường tấn công một tuyến cao tốc huyết mạch tại đây. The War Zone dẫn nguồn tin thực địa cho hay, lực lượng Ukraine trong những ngày qua đã nhắm vào một phần của xa lộ E-38 ở Kursk bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV. Nguồn tin nói rằng các vụ tấn công đang khiến các nhà lãnh đạo Nga lo ngại vì E-38 là tuyến đường tiếp tế hậu cần quan trọng của Moscow ra tiền tuyến.
trên tuyến E-38 Kursk đã trở thành điểm nóng. Một hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một phương tiện đang bốc cháy, được cho là đã bị thiết bị UAV FPV tấn công. E-38 chạy xuyên qua Kursk về phía đông từ ngay bên kia biên giới Ukraine. Đây là tuyến đường tiếp tế hậu cần chính cho lực lượng Ukraine nằm cách tiền tuyến hơn 20 km. Một cố vấn của quyền thống đốc Kursk Alexei Mirer gần đây đã nêu lên mối lo ngại về các cuộc tấn công này. Trong ngày thứ hai, đối thủ đã tấn công Kursk bằng UAV FPV. Ông Roman Arikhiner viết trên Telegram cho biết các mục tiêu dân sự và quân sự đều đã bị tập kích. Ông Arikhiner kêu gọi tăng cường bảo vệ cây cầu và thúc giục người dân sơ tán khỏi khu vực. Chúng tôi đã nói về việc đối thủ sẽ sớm bắt đầu tấn công đường cao tốc Rigorov trong hơn một tuần qua. Và chúng tôi khuyến nghị sơ tán không chỉ để cứu mạng người dân mà còn để tránh các can thiệp vào hoạt động của quân đội, ông nói. Theo giới quan sát, cơ hội để Ukraine giành được quyền kiểm soát tuyến đường E-38 là không thể xảy ra. Tuy nhiên, với UAV giá rẻ, Ukraine có thể làm gián đoạn hậu cần và tiếp tế của Nga, ngăn Moscow tổng lực tấn công để giành lại Kursk. Từ tuần trước, Ukraine tiếp tục tấn công các tuyến đường tiếp tế hậu cần huyết mạch của Nga. Hồi giữa tháng, Kiev đã bắn tên lửa vào 3 cây cầu kiên cố bắc qua sông Sima ở tỉnh Kursk của Nga. Đây là nỗ lực nhằm cô lập 800 km² vùng Kursk ở tây nam sông Sim để ngăn Nga tiếp tế cho khu vực phía bên kia con sông. Sau khi Nga triển khai kỹ sư đến xây cầu phao tạm, Ukraine tiếp tục tấn công để ngăn chặn nỗ lực này. Việc phá hủy các cây cầu chính là mục tiêu then chốt để Ukraine ngăn chặn Nga tiếp tế hậu cần. Nga không còn cách nào dễ dàng để đưa quân sự và vũ khí vào khu vực Kursk bị cô lập. Nhưng Ukraine di chuyển vào khu vực này trên đất liền từ khu vực mà Kiev đang kiểm soát. Ukraine đã chuẩn bị tên lửa đất đối không vào Ukraine để tìm cách phong tỏa không phận của Nga trên khu vực Kursk bị cô lập. Trực thăng Nga đã gặp thách thức khi làm nhiệm vụ tiếp tế với mối nguy hiểm rình rập trên mặt đất. Việc làm gián đoạn hậu cần của Nga là cần thiết trong bối cảnh Ukraine bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược vì kéo căng lực lượng ở mặt trận khác. Việc ngăn Nga tiếp tế sẽ giúp Ukraine bám trụ lâu dài hơn ở Kursk. Khẩu súng trường giá rẻ suýt đoạt mạng ông Trump. Nghi phạm Thomas Crook ám sát ông Trump bằng khẩu DR-15, loại súng trường kiểu AR-15 giá rẻ do công ty DPMS chế tạo và có thể dễ dàng giấu trong ba lô. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 28 tháng 8 công bố ảnh súng trường và ba lô mà giới chức thu được tại hiện trường vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước, cùng hai thiết bị nổ được tìm thấy trong cốp xe của nghi phạm Thomas Crook, 20 tuổi. Theo FBI, đây là súng trường DR-15 được sản xuất bởi công ty DPMS Under Arms có trụ sở tại Nam California. Dựa trên thiết kế của dòng AR-15, súng có chiều dài nòng gần 41 cm và sử dụng đạn 5,56 x 45 mm chuẩn NATO, được lắp đặt phụ kiện gồm dây Picatinny, Atlas R1, kính ngắm điểm đỏ AMS và báng có thể thu gọn của MacBook. Một bức ảnh cho thấy DR-15 ở trạng thái tháo rời thành hai phần, gồm cụm nòng, bệ khóa nòng cùng khung và báng, dường như để dễ che giấu và vận chuyển. John Miller, nhà phân tích tình báo của CNN, cho hay bức ảnh này giải thích cho câu hỏi vì sao Crook có thể mang khẩu súng trường dài như vậy, treo lên mái nhà gần nơi ông Trump diễn thuyết, mà đông đảo lực lượng mật vụ an ninh Mỹ không thể phát hiện ra kịp thời. Theo Miller, thiết kế nòng tháo rời và báng thu gọn của khẩu DR-15 giúp nghi phạm có thể tách khẩu súng thành nhiều phần, cho vào chiếc ba lô mang theo trên lưng. Lúc đó, nghi phạm chẳng khác nào một thanh niên bình thường đang đeo ba lô tới xem cuộc vận động tranh cử của ông Trump, Miller nói. Sau khi trèo lên mái nhà hôm 13 tháng 7, ổn định vị trí nằm bắn, Crook mới lắp lại khẩu súng và nhắm vào ông Trump để khai hỏa 8 viên đạn. Một trong số đó sượt qua vành tai phải của cựu Tổng thống. Các chuyên gia cho hay, nếu viên đạn chỉ chệch một vài ly, cựu Tổng thống Trump có thể đã bị nguy hiểm tới tính mạng. Loạt đạn của Crook cũng khiến một khán giả trên khán đài thiệt mạng, hai người bị thương. Súng trường kiểu AR-15 là một trong những mẫu súng phổ biến và dễ nhận biết nhất ở Mỹ, thậm chí còn được gọi là vũ khí quốc dân, do được dùng quá rộng rãi. Đây là súng trường dân sự, thuộc danh mục súng trường thể thao hiện đại, được thiết kế để sử dụng trong thi đấu hay săn bắn. Do là vũ khí dân sự bán tự động, súng trường kiểu AR-15 chỉ có thể bắn phát một, không có chế độ liên thanh như súng quân dụng. Đạn 5,56mm của súng AR-15 có sức xuyên lớn, có thể gây thương tích nặng nề và tử vong cho nạn nhân chỉ với một viên trúng đích. Loại súng này thường có tầm bắn hiệu quả khoảng 450-750m và có thể dễ dàng nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách trên dưới 100m và đạt độ chính xác cao khi trang bị các phụ kiện đắt tiền.
Tuy nhiên, khẩu súng của Kruk là phiên bản AR-15 giá rẻ, không sở hữu những tính năng hiện đại. Giá bán lẻ của DR-15 là khoảng 800 USD, nhưng một số khẩu có thể bán với giá chỉ hơn 500 USD, trong khi những khẩu súng phiên bản khác chất lượng cao hơn được bán với giá khoảng 1.500 đến 2.500 USD. Bộ kính ngắm AMS của Holosun có giá bán lẻ dưới 400 USD. Các nhà điều tra của FBI hồi tháng trước cũng nói rằng khẩu súng của nghi phạm Kruk không có gì đặc biệt do ứng dụng thiết kế cơ bản và sở hữu đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn của dòng AR-15. Kruk nhắm bắn chằm từ trên mái nhà cách sân khấu khoảng 120m, bắn 3 phát đạn đầu tiên khá nhịp nhàng. Nghi phạm sau đó bắn liên tiếp 5 viên rất gấp gáp trong vòng chưa đầy 30 giây, trước khi bị lính bắn tỉa mật vụ Mỹ bắn hạ bằng một phát đạn duy nhất. Brandon Webb, cựu lính bắn tỉa thuộc đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, cho rằng khả năng xạ kích của Kruk khá kém. Ở khoảng cách dưới 200m, bất kỳ ai được huấn luyện kỹ càng cũng có thể bắn trúng mục tiêu bằng quả bóng gốc. Đó là phát bắn rất dễ dàng, ngay cả khi không sử dụng kính ngắm hiện đại, Webb nói. Tuy nhiên, cựu lính SEAL cũng thừa nhận đạn 5,56x45mm dễ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như gió và độ ẩm. Nếu xạ thủ tập ngắm bắn vào mùa xuân và khai hỏa trong mùa hè, điểm chạm của đạn có thể lệch 5-7cm. Đây có thể là một trong những yếu tố cứu mạng ông Trump, Webb nói. Guy McCready, cựu lính lục quân Mỹ, nói rằng trình độ xạ kích kém, tâm lý hồi hộp, nhiệt độ và tư thế khai hỏa không thuận lợi khiến Kruk liên tiếp bắn trượt. Nghi phạm chắc chắn đã đoạt mệnh ông Trump nếu bắn trúng thái dương. Tuy nhiên, các tay súng bắn tỉa rất hiếm khi nhắm vào phần đầu bởi đây là mục tiêu tương đối nhỏ và liên tục chuyển động. Họ thường ngắm vào thân người bởi đây là một mục tiêu lớn và tập trung toàn bộ cơ quan nội tạng trọng yếu. McCready nói, các quan chức hành pháp cấp cao nói với CNN rằng Kruk đã mua ít nhất 50 viên đạn từ một cửa hàng bán súng ở địa phương trước vụ ám sát. Mỹ chi gần 1 tỷ USD mua UAV tự sát đau bấm. Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 990 triệu USD với nhà thầu Arrow Vironment để mua UAV Switchblade 300 và Switchblade 600, loại vũ khí đang được Ukraine sử dụng. Công ty Arrow Vironment đã được trao hợp đồng trị giá 990 triệu USD để cung cấp năng lực tấn công từ xa và có hệ thống cho bộ binh để phá hủy xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ, mục tiêu kiên cố và nhân lực của đối phương. Lục quân Mỹ ngày 27 tháng 8 thông báo. Phát ngôn viên của Arrow Vironment hôm 28 tháng 8 cho biết, đây là hợp đồng mua hai dòng máy bay không người lái UAV tự sát Switchblade giao bấm 300 và Switchblade 600, song lại không thấy đề cập đến số lượng cụ thể. Hợp đồng mới nhất này đã khẳng định tính hiệu quả và mức độ hoàn thiện của sản phẩm, cũng như vị thế chiến lược của công ty trong việc nhanh chóng sản xuất, bàn giao các giải pháp tiên tiến trên cho các binh sĩ trên thực địa. Brett Hurt, phó chủ tịch cao cấp kiêm tổng giám đốc bộ phận thiết bị không người lái của Arrow Vironment tuyên bố, Arrow Vironment đang thực hiện dở hợp đồng cung cấp UAV Switchblade 600 ký hồi tháng 12 năm 2023 với lục quân Mỹ. Lực lượng này đang được Lầu Năm Góc hỗ trợ thêm trong việc mua dòng Switchblade 600 thông qua sáng kiến Replicator. Trong khi đó, dòng Switchblade 300 lại là mặt hàng yêu thích của quân đội Mỹ trong nhiều năm qua, chủ yếu được lực lượng đặc nhiệm sử dụng. Switchblade 300 và dòng 600 có kích cỡ lớn hơn mẫu UAV tự sát triển khai từ ống phóng, chỉ cần một người vận hành thay vì cả tổ đội. Ngoài ống phóng đơn, dòng Switchblade 300 còn có bệ phóng mang được nhiều quả đạn cùng lúc, có thể gắn được trên xe hoặc trên các nền tảng khác. Cả hai dòng Switchblade đều sở hữu tính năng tự động tấn công mục tiêu, song vẫn bao gồm tùy chọn điều khiển thủ công. Người dùng có thể quan sát mục tiêu thông qua camera quang, điện tử và hồng ngoại được gắn trên UAV, đồng thời hiệu chỉnh đường bay của quả đạn cho đến khi xảy ra va chạm. Điều này cho phép người vận hành có thể thay đổi hoặc hủy bỏ nhiệm vụ tập kích nếu muốn. Cặp camera đi kèm cũng mang lại năng lực giám sát, trinh sát một cách hạn chế cho hai dòng Switchblade. Bên cạnh chức năng chính là tấn công tự sát, phiên bản mới nhất Block 20 của dòng Switchblade 300 có thể bay lơ lửng trên không trong 20 phút và tập kích mục tiêu ở khoảng cách tối đa 30 km. Một bộ Switchblade 300 kèm ống phóng đơn có trọng lượng hơn 3 kg và nhét vừa được ba lô của binh sĩ. Dòng Switchblade 600 đã được nâng cấp cả về thời gian và phạm vi hoạt động, có thể bay liên tục trong 40 phút và tập kích mục tiêu ở khoảng cách
40 km hoặc xa hơn. Switchblade 600 sở hữu đầu đạn tương tự tên lửa chống tăng vác vai Javelin, giúp nó sở hữu khả năng xuyên giáp mạnh mẽ mà Switchblade 300 không có được. Switchblade 300 và 600 đã được Mỹ chuyển giao cho Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga bùng phát. Đặc nhiệm Ukraine đầu tháng 6 đã đăng video sử dụng một UAV loại này để tập kích xe phóng của tổ hợp phòng không BKM-1 Nga tại mặt trận Donetsk và được cho là đã phá hủy khí tài trên. Máy bay siêu thanh của Mỹ bay thử lần 2. Phiên bản thu nhỏ của máy bay chở khách siêu thanh Overture, tốc độ khoảng 2.100 km/h tiếp tục bay thử thành công. Bomb Supersonic hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ hai với XB-1, phiên bản thu nhỏ có kích thước bằng 1/2 máy bay nguyên mẫu chở khách siêu thanh trong tương lai. Hôm 26 tháng 8, máy bay nguyên mẫu này cất cánh với phi công lái thử Tristan Brandenburg trong chuyến bay dài 15 phút ở Mojave, California theo New Atlas. Chuyến bay thử mới nhất diễn ra 5 tháng sau lần bay đầu tiên vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, nhằm trong quá trình mở rộng khả năng bay của XB-1 trước khi bay siêu thanh. Cất cánh từ cảng hàng không và vũ trụ Mojave, máy bay đạt độ cao 3.170m và tốc độ 445 km/h. Danh sách kiểm tra bao gồm mở rộng và rút gọn bộ bánh máy bay, khả năng cầm lái, kích hoạt hệ thống tăng cường cân bằng kỹ thuật mới để giảm lắc lư giúp duy trì kiểm soát trong điều kiện trong trành. Ngoài ra, cánh phải của XB-1 cũng lắp thiết bị theo dõi hướng và cường độ dòng khí quyển truyền qua cánh. Mục đích của XB-1 là cung cấp dữ liệu cho máy bay chở khách siêu thanh Overture của BOM. Phương tiện này nhắm tới trở thành bản kế nhiệm thế kỷ 21 của máy bay Concorde đã ngừng hoạt động, có tính năng khả thi về mặt kinh tế với thiết kế thân giúp giảm tiếng nổ siêu thanh ầm ĩ. Điều này sẽ cho phép Overture hoạt động ở các tuyến đất liền tại Mỹ. Máy bay này cũng sở hữu thiết kế khí động tối ưu hóa bằng kỹ thuật số, vật liệu carbon composite, cửa nạp động cơ siêu thanh tiên tiến, hệ thống tầm nhìn thực tế ảo để cất cánh và hạ cánh. Theo BOM, XB-1 sẽ tiếp tục bay thử khoảng 10 chuyến ở độ cao và tốc độ lớn hơn. Quá trình bay thử sẽ bao gồm kiểm tra mọi hệ thống và duy trì độ an toàn của máy bay khi tiến vào độ cận âm và siêu thanh. Khi máy bay chuyển sang tốc độ siêu thanh, thử nghiệm sẽ được tiến hành ở hành lang siêu thanh Black Mountain tại căn cứ không quân AWACS ở California. Kết quả ban đầu chỉ ra rằng chúng tôi đã xử lý thành công những phát hiện từ chuyến bay lần đầu tiên và rất hào hứng tiếp tục thử nghiệm trên chặng đường tiến tới bay siêu thanh, đại diện công ty cho biết. Bí ẩn ký tự trên xe quân sự Belarus triển khai sát biên giới Ukraine. Các phương tiện quân sự mà Belarus điều động đến gần biên giới Ukraine đã lần đầu tiên được đánh dấu bằng ký tự bi. Giới chức Belarus xác nhận việc nước này tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine. Belarus nói rằng đây là động thái nhằm đáp lại việc Ukraine triển khai khoảng 120.000 binh sĩ đến biên giới chung. Đáng chú ý, lần đầu tiên các xe quân sự Belarus điều động đến đây, bao gồm cả xe tăng, đều có ký tự bi. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến ký tự bi bí ẩn này. Có ý kiến cho rằng bi chỉ đơn thuần là ký tự viết tắt của tên nước Belarus. Trong khi đó, những người theo thuyết âm mưu cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Belarus đang hỗ trợ Nga mở mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột với Ukraine. Một cách giải thích khác cho rằng chữ B cũng có thể là ký hiệu ngầm chỉ Wagner, lực lượng quân sự tư nhân từng tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine. Belarus hiện chưa có bình luận về thông tin và những đồn đoán trên. Trước đó, quân đội nước này cho biết việc điều động lực lượng nhằm đề phòng các mối đe dọa trực tiếp từ Ukraine. Quân đội Belarus được cho là có kế hoạch tập trận với những kịch bản khác nhau, trong đó có kịch bản ngăn chặn một cuộc đột kích từ Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố chưa bao giờ và không có ý định thực hiện bất kỳ hành động nào không thân thiện chống lại người dân Belarus. Kiev cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang Belarus tránh các hành động không thân thiện và rút quân khỏi khu vực biên giới. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Belarus đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ và hai bên đã có các cuộc tập trận chung. Mặc dù vậy, Belarus đến nay vẫn không trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Lý do có thể ngăn Ukraine dùng Storm Shadow tập kích lãnh thổ Nga. Truyền thông Anh đưa tin nước này muốn Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow tập kích lãnh thổ Nga, song không được cấp phép vì lo Mỹ không ủng hộ. Các quan chức Anh mùa hè này bí mật đề nghị Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow SCALP-EEZ tập kích lãnh thổ Nga. Telegraph và Financial Times ngày 27 tháng 8 đưa tin.
Tuy nhiên, Ukraine đến nay vẫn chưa được dùng loại tên lửa hành trình do Anh và Pháp hợp tác phát triển này để tấn công nước láng giềng. Truyền thông Anh cho biết Mỹ có sức ảnh hưởng trong quyết định trên do các đoàn tập kích tên lửa Storm Shadow vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào năng lực của Mỹ. Một nguồn tin của Financial Times cho biết tên lửa Storm Shadow SCALPEZ cần thông tin tình báo và trinh sát của Mỹ để tránh bị Nga gây nhiễu GPS. Theo Telegraph, Storm Shadow SCALPEZ hoạt động phối hợp với hệ thống bí mật mà Mỹ chưa công bố. Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Anh và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thông tin được đưa ra sau khi Công đảng Anh lên nắm quyền thay thế Đảng Bảo thủ, vốn đi đầu trong thúc đẩy phương Tây cung cấp nhiều vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine. Telegraph nhận định Thủ tướng Anh Chris Stame chọn cách tham vấn chặt chẽ hơn với Mỹ, quốc gia thường chậm cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine so với các nước đồng minh châu Âu. Các quan chức Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga khi cung cấp các loại đạn dược và vũ khí có sức công phá lớn, tầm xa hơn cho Ukraine. Tên lửa Storm Shadow SCALPEZ phóng từ máy bay có tầm bắn khoảng 250 km được đánh giá là một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine đang sở hữu. Tên lửa gần như không gặp vấn đề gì về độ chính xác và khả năng đánh trúng mục tiêu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Waller bình luận hồi tháng 6 khi còn đảm nhận cương vị. Trong khi đó, Nga nhận định tên lửa Storm Shadow SCALPEZ mà Ukraine sử dụng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng nước này. Anh cho phép Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow SCALPEZ tấn công căn cứ hải quân Nga tại bán đảo Crimea vào năm 2023. Mỹ sau đó chuyển cho Ukraine tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km, nhưng tới nay vẫn cấm họ dùng loại đạn này tấn công lãnh thổ Nga. Nhật Bản hối thúc 4 triệu dân sơ tán đề phòng thảm họa do bão mạnh. Cơn bão mạnh nhất trong năm đã đổ bộ vào Nhật Bản sáng nay 29 tháng 8, gây mưa lớn, mất điện diện rộng. Chính quyền địa phương đã hối thúc người dân sơ tán để đảm bảo an toàn. Sáng nay, bão Sansan đã đổ bộ vào vùng đảo Kyushu của Nhật Bản, mang theo mưa lớn và sức gió lên đến 252 km/h, gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình. Đây là trận bão lớn nhất ở Nhật trong năm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự đoán lượng mưa ở Kyushu là 1.100mm trong vòng 48 giờ tính đến sáng ngày 29 tháng 8, tương đương một nửa lượng mưa trung bình hàng năm của khu vực. Giới chức trách đã đưa ra cảnh báo bão đặc biệt hiếm hoi đối với hầu hết các khu vực của Kagoshima, một tỉnh phía nam Kyushu, Satoshi Sugimoto. Trưởng ban dự báo của cơ quan khí tượng cho biết, các cảnh báo cho thấy khả năng xảy ra một thảm họa lớn do cơn bão gây ra là cực kỳ cao. Người dân ở các khu vực có nguy cơ được khuyến khích duy trì cảnh giác cao độ, trong đó các đơn vị khai thác vận tải và hàng không phải hủy các tàu bay và chuyến bay. Japan Airlines đã hủy 172 chuyến bay nội địa và 6 chuyến bay quốc tế trong 2 ngày qua, trong khi đó ANA hủy 219 chuyến bay nội địa và 4 chuyến bay quốc tế. Các chính quyền địa phương miền Nam Nhật Bản cũng hối thúc khoảng 4 triệu người dân sơ tán. Theo số liệu ban đầu, tính đến sáng nay, một người mất tích, ít nhất 47 người bị thương do bão. Mặc dù bão Sansan đã suy yếu nhưng nó đang di chuyển chậm với tốc độ 10 km/h và mang theo lượng mưa lớn xuống đảo Kyushu. Những cơn bão chậm hơn có thể có sức tàn phá mạnh hơn, với gió giật mạnh hoặc mưa bão xảy ra ở một số vùng trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Các khu vực khác nằm xa tâm bão cũng ảnh hưởng bởi mưa lớn. Tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, một ngôi nhà bị sập do sạt lở đất đã chôn vùi một gia đình 5 người, trong đó 2 người được cứu sống, 3 người đã thiệt mạng. Điểm nóng toàn cầu tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Xin chào.